Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đó, bây giờ là hai vợ chồng Mai trốn con đi hẹn hò. Bon anniversaire mua. Đó, hôm nay là món quà của hai vợ chồng Mai riêng và hai vợ chồng Mai có một món quà bất ngờ, nhưng mà rất là tiếc là có một sự cố xảy ra nên là lần này đó mình sẽ không tới được đó. Mai chưa biết như thế nào, nhưng nếu có gì thì Mai sẽ chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn sau. Hôm nay thì hai con đi học, mẹ thì mẹ tới mẹ chăm con cuối tuần cho Mai. Đó, có mẹ chồng sướng thế cô chú anh chị bạn. Vợ chồng Mai mỗi lần mà trốn con đi chơi đấy, lúc trước đi Hà Lan đó là mẹ cũng tới mẹ chăm cho con cho Mai, kêu để chúng một mình nhé, nhưng mẹ không chịu, mẹ nói là để mẹ đến mẹ chăm con cho. Đó. Mẹ Luca đang gửi chúc tôi mừng sinh nhật ông xã Mai đó. Thì đây đây, suốt ngày bị chê là môi thâm. À. Đây là món quà cô chồng tặng đây. Họ tươi chưa cô chú ý chị các bạn? Đồng nghiệp của ông xã hỏi hôm nay đi đâu không có mặt á. Ông xã đang trêu ấy, là giờ đi tới một cái nơi rất là lạnh. Ok, đã xong, let's go. Ông xã thì đang chuẩn bị vali hành lý, cho vali hành lý lên xe. Đó, cái bánh mì của Mai. Đó. Ông xã đã trêu Mai, đã ra xe ngồi đợi đây. Trưa mai lạnh lắm này. Ủa là ok, let's go. Hai vợ chồng Mai vừa lên xe, bây giờ thì bắt đầu cuộc hành trình. Là c'est l'autoroute Mâcon à Bourg-Mâcon, elle est droite et Lyon. Trời ơi, cảnh cái núi kia đẹp chưa kìa. Mà nó bị Chủ nhật sẽ rất là đông.
delicious. Đang hào hứng bao nhiêu là thời tiết đẹp, nắng đẹp. Đến đây một cái là thời tiết xấu rồi. Thế là mặt hai vợ chồng hiểu xìu luôn. Xinh chưa? Như là những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vậy đó. Rất là đẹp nhá. Đang tiến gần đến Chamonix. Trời, những ngọn núi mà thời tiết nắng thế này mà cây nó đóng băng luôn nhá, lạnh ấy. Đẹp chưa cô chú anh chị các bạn? Đó, gia đình nhà Mai đang lạc vào thiên cung nhá, hai bên đường chỉ có núi và núi. Đây là con đường này gia đình nhà Mai cũng đi trượt tuyết ở Avoyage năm trước nhá. Đây là tới đây thì Mai thấy quen quen, quay nhìn ngang cũng thấy quen mà nhìn dọc cũng thấy quen. Hóa ra là con đường mình đi rồi. Đặc biệt là ông xã của Mai đấy, mỗi lần mà đi đâu á, anh luôn giới thiệu cho Mai, tại vì là đường ở trong nước Pháp ấy là anh ấy thuộc như trong lòng bàn tay đấy. Nếu mà bị tắc đường thì anh đi đường nhỏ. Nói chung là anh ấy biết hết đường ở đây. À, mới tới đây mà đã 3 trạm thu phí. Trời ơi, đẹp chưa? Đấy, những ngọn núi đẹp chưa? À, trời nắng thế này nhưng mà cây vẫn đông đá nhá, bình thường. Đẹp khó cưỡng luôn cô chú anh chị các bạn. Trời ơi, nhìn trên cũng đẹp, nhìn dưới cũng đẹp. Những người họ sống ở dưới này, đẹp chưa? Nó như là đó, đẹp chưa? Trời cứ lúc nắng lúc mưa. Trời cứ lúc mưa lúc nắng. Đó, không biết là Mai ngày xưa có bài hát đấy. Giờ Mai nhìn đây là Mai cũng nghĩ lại. Đường hầm để sang Ý đấy.
đường hầm có gọi tên là Mont Blanc đó, Tunnel de Mont Blanc. Ông này đi ra lễ ra ở đó, gia đình nhà Mai đi rất là nhiều lần ở đây, mỗi lần mà sang Ý là hầu như là đi đường này. Fréjus, une fois, c'est première fois. Những cái biển báo nó khỏi nhìn luôn rồi. À, tuyết rơi trắng xóa thế này thì không biết nhìn đường kiểu gì đây. Họ phải rắc muối xuống dưới nhá thì cái đường mình đi mới được cái này đó. Chứ nếu không á là nó tuyết như là hai bên đường vậy đó. À, những cành cây nó đọng tuyết nhìn rất đẹp nhá. À, để ra đi biết. Gia đình vừa tới Chamonix. Ông là ba băng chưa kết ông lá. Đã có mặt ở Chamonix, Mont Blanc. À, tuyết bắt đầu rơi nhá. Hai vợ chồng Mai vừa tới nơi nhá. Cô chú anh chị nhìn, các bạn nhìn ở ngoài trời tuyết rơi chưa? Đó, Mai quay như này cho cô chú anh chị các bạn xem, thấy tuyết rơi ngoài trời đó, rất là đẹp. Và bây giờ hai vợ chồng Mai dừng chân ăn ăn tạm cái bánh sandwich. Hiện tại bây giờ đang là một in để giải ra. Để là một giờ chiều, khoảng cỡ một chút nữa thì Mai sẽ tới tới nơi, xong rồi vào khách sạn tìm khách sạn mình đặt. Mai và cô chú anh chị các bạn ăn trưa với hai vợ chồng Mai đấy. Đây là cảnh du lịch nhà nghèo nhá. À, Mai hay nói đùa như vậy thôi, cô chú anh chị các bạn đừng nghĩ nhá. Nhiều người cứ nghĩ là suốt ngày Mai kể khổ, Mai kêu nghèo. Đó, sandwich Mai tự làm ở nhà đi, thuận tiện đấy, tại vì mình đang đi giữa đường á. Bây giờ thì Mai là mình vừa tới nơi, tới Chamonix nhưng mà chưa tới khách sạn. Ăn xong có cam trắng miệng này, có sô cô la trắng miệng này, tuyết đang rơi đang bay. Mai bắt đầu ăn cho tương ớt vào trong rất là ngon. En ça c'est les œufs qui montent. Tu vois? Tu montes tout de côté, tout en haut. Là. Non, pas lui. Au fond. T'as mis. Comprends. Et autrement, tout le long de la vallée. Il y a des pistes, des stations de ski, plusieurs ici. Tu reviens en ski, tu montes avec tes œufs, tu arrives, après tu as beaucoup de pistes en haut, tu montes, tu descends, la journée tout en haut. Et le soir, si il y a assez de neige, tu reviens jusqu'au parking en voiture. Là, tu viens en ski. Oui, il y a des, tu prends en fait un... Et comme des routes dans les sapins, là, et tu utilises ça pour revenir jusqu'au parking. Anh ấy ra ngoài, anh ấy mở cửa cái lạnh ngay. Đó, hai vợ chồng Mai vừa ăn tạm bánh mì xong nhá. Bây giờ ăn quả cam tráng miệng, sau đó là sẽ tìm tên khách sạn để tới. Hôtel Aiguille du Midi. Oui, vas-y. Chemin Napoléon. Oh merde. Craché dans... Tu fais petit petit, pas très gros. Cam rất là ngon và ngọt nha. Ôi, mai mà cô chú anh chị các bạn. Thêm xúc kỳ, thêm miểu ra. Tích tích.
sai. Đây giảm cân kiểu gì nhỉ? Hôm trên thời tiết lạnh ấy là ăn được nhiều lắm. Tại vì Mai thích nó có cái hạt này nữa này. Đấy, ăn nó ngon ngon bùi bùi. À, c'est pas de noix, ça c'est au lait. À, je veux noix. Lấy không bay là, je veux poulet. Và cái tăng sông. Mày muốn ăn cà phê đen à, quên mất giờ. Ăn quá. Mày muốn mua là cái vị cà phê đen à, quên mất sô cô la đen. Chắc là họ để ba cái bịch nó gần nhau. Nó họ để ba như này thì mày lấy luôn ba, hóa ra bên trong nhầm là hai cái sữa. Mà sữa đâu lê lui cái đem bia. Dạ cô lui. Chỉ có lui thích thôi. Mai thì Mai thích cô la đen hơn. Đây. Ça ouvre à 19h après. Ok, bây giờ vợ chồng Mai tiếp tục hành trình cho Mai trên rừng máy quay ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.